Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TB. Thì tiếp theo video ngày 28 tháng 3 hôm nay thì em tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô nồi cơm. Đấy, dung tích đều là 1 lít các bác nhé. Đấy, gồm có 20 em. Đấy, thì tí đẹp xấu như nào tí các bác ưng cái mã nào thì các bác ủng hộ em. Đấy, thì các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy, giờ vào vấn đề chính luôn. Lên cho các bác từng mã một để cho các bác có thể quan tâm cũng như lựa chọn cho mình những sản phẩm mà nó tốt nhất, ưng ý nhất các bác nhé. Đấy, thì các bác đang xem kênh Việt Nhật Bãi mà cảm thấy ok thì đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh. Còn các bác mua hàng, đấy, điện thoại của em để trên đấy các bác nhé. Đấy, các bác có thể có nhu cầu thì các bác có gọi hộ em. Đấy, thì đầu tiên lên cho bác của em Tiger gốm các bác nhé. Một em Tiger gốm. Cái dòng này các bác nấu cơm cũng rất là ngon, là một. Thứ hai các bác để kho cá cũng rất là sướng các bác nhé. Đấy, ZKF gạch ngang H là mã sản phẩm này. Thành vách em này tương đối rất là đẹp luôn, đời 2008. Thành vách đẹp, sơn súng các thứ vẫn còn rất là ngon này. Đấy. Song song gốm bác nhé, song song gốm luôn. Đấy, cái lòng song thì rất là đẹp luôn bác này. Đấy, nó không có bị chảy xước. Đấy, không bị chảy xước gì bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cái dòng này các bác về các kho cá tuyệt vời luôn. Đây, cái đít xoàng rất là mượt này. Đấy, đít xoàng tuyệt vời luôn. Đây, bị một tí hơi bẩn này. Đây bác nhá. Đây, cái chỗ này thì nó hơi mẻ một tí bác nhá. Nó hơi mẻ một tí này. Nó hơi mẻ một tí thôi. Còn nó không bị lứt bác nhá. Đây, nó không bị lứt thôi. Nó chỉ hơi vỡ cái bác mạ thôi. Thì nó không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, nó không bị lứt. Đấy, cái lòng nó thì tuyệt vời luôn. Đấy bác nhá, nó hơi mẻ chỗ này một góc một tí này. Đấy. Nhưng không liên quan gì đến cái phần doang úp vào đây các bác nhé. Nó chỉ ở cái thành ngoài thôi. Đấy. Đấy, doang thì tuyệt vời luôn. Doang rất là xanh. Nhược điểm của con này nó bị thế các bác nhé. Nó bị hơi vỡ một tí cho đấy. Xong cái điện cắm cho mình. Chưa, chưa, chưa. Lúc này lên nào. Rồi. Cái này bác nhá, quay một lúc thì cánh quạt nó mới hoạt động một lúc thì cánh quạt nó mới quay các bác nhá. Đấy, các bác đừng sốt ruột. Về các bác cắm vắt thì bật lấu này. Đấy, nó tầm 30 giây rồi với cánh quạt nó mới khởi động bác nhá. Đấy, 30 giây cái cánh quạt nó mới khởi động. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, cái dòng này về các bác kho cá cũng rất là ok. Đấy, cái này mình chưa cài đặt giờ, chưa cài đặt thời gian thì nó ấy bác nhé. Chưa cài đặt thời gian thì nó số 0 này nó cứ nhấp nháy thôi. Ngày 28. Ngày 28 các bác nhé. Mã số 1 ngày 28 này. Đấy, lên cho bác em này với giá là 750k các bác nhé. Đấy, 750k thôi. Đấy, cái nhược điểm của em này nó bị hơi mẻ cái mét so một tí nhá. Còn nói chung là nó không ảnh hưởng gì các bác. Đấy, mã số 1 750k. Một em Zuzi các bác này. Zuzi em này đang hết pin nhá. Đấy, cái mà nó hết pin thì em thay cho các bác nhá. Em này thì đời 2011. Zuzi cao tần 1105W là công suất tiêu thụ điện này. Đấy, thành vách thì tương đối rất là đẹp, không vấn đề gì. Đấy, doang đây các bác nhé, doang tuyệt vời luôn. Đấy, tất cả sản phẩm vẫn cứ bảo hành cho các bác là 2 tháng sử dụng. Nên các bác cứ yên tâm. Đây, lòng xoang em này rất đẹp luôn, không có chấm cám bác nhé. Đấy, không có chấm cám, chấm kẹt gì. Đấy, đi xoang cũng sạch sỗi, sạch sẽ này. Đấy. Cái dòng này nó lấu, nó sẽ hiện thời gian về giữa và về cuối cho các bác.
các bác, mọi chức năng hoạt động bình thường. Vâng, tiếp theo là mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 đấy, lên cho bác em này với giá là 650k bác nhé. Đấy, 650k cho một em Juicy Juicy cao tần. Hình thức còn rất đẹp, ruộng cũng còn rất đẹp các bác nhé. Lòng xong ok. Một em Ojit Ozama đây, cao tần, đời 2019, thành vách bằng nhựa bác nhé. Đây chỗ này nó bẩn này bác này, về các bác lau là sạch đây. Sau tí nó bảo là chốt em sẽ lau cho bác lại một lần nữa. Đấy, được cái là không bể vỡ gì các bác nhé. Đấy, ruộng đây còn rất là xanh luôn này. Đấy, ruộng rất đẹp các bác nhé. Đây, lòng xong em này thì bị một cái châm cám này. Đấy, bị một châm cám rất là nhỏ thôi, rất nhỏ, nhỏ tí thôi các bác nhé. Được đi xoong rất đẹp. Cái dòng này thì xoong nó rất là dày, dày ngang với cái dòng xoài các bác. Lâu 53 phút thôi nhé, 53 phút. Đấy, gạo trắng 53 phút. Mèn lô mèn đúng mọi chức năng hoạt động. Ok các bác nhé. Tiếp theo là mã số 3 này. Lên cho bác em này với giá là 650k thôi. 650k các bác nhé. Mã số 3, một em Ojit. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Một em Sanzo xoài đấy các bác nhé. Một em Sanzo xoài đây. Đời 2010. Thành vách còn tương đối là đẹp, không vấn đề gì. Đấy, cái loại này các bác nào ấy thì em vẫn cứ bao xì cho các bác nhé. Đấy, nên các bác yên tâm. Em này thì ruộng nó hơi ngả màu một chút các bác này. Đấy, ruộng hơi ngả màu một chút các bác nhé. Đấy, được cái là nó không rách rơi. Đấy, do lấu gạo lứt nhiều. Đấy, hai này hai cũng bị dùng nhiều. Đấy, thì nó mới ruộng nó mới vàng như thế thôi. Còn nói chung là nhiều cao nó đẹp, nhưng nó đẹp xấu thì giá nó sẽ khác nhau. Đấy bác nhé, được cái ruộng nó không rách này. Đấy, các bác nào phải trải nghiệm những dòng này, lên sử dụng những dòng này, giá cả nó cũng rất là hợp lý. Đấy, lòng xoong thì không có châm cám này. Đấy, không có châm cám đâu. Đấy, đi xoong tương đối sạch sẽ. Về các bác lau chùi đi tí nữa là rất là đẹp luôn. Đấy, bốn mươi phút cho bác nhé. Nấu cơm thông thường là 40 phút. Ok các bác, mọi chỗ làm hoạt động bình thường. Thành vách đẹp không bé vỡ các bác nhé. Tiếp theo là mã số 4 bác nhé. Đấy, lên cho các em này với giá là 600k thôi. 600 các bác nhé. Mã số 4. Đấy, các bác cảm thấy là giá cả hợp lý, đi đôi cùng với chất lượng sản phẩm ấy, thì các bác có thể cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một em Tiger, dòng này có cơm cháy này các bác này. Em này đang hết pin các bác nhé. Đấy, thành vách thì tương đối là đẹp này. Đời 2012. Trên mặt của nó thì nó bị một điểm chảy nhẹ tí la lô này. Đấy, bác nhá. Đấy, bị chảy này. Đấy, chảy một tí cho này thôi. 2012. 1210W. Đấy là công suất tiêu thụ điện. Em này ruộng thì cũng tương đối rất là xanh các bác nhá. Đấy, ruộng xanh luôn luôn này. Đấy, mỗi mất tí là lô hơi chảy tí thôi ở trên mặt của nó. Ruộng thì được đẹp. Đấy, dòng này cơm cháy các bác nào thích ăn cơm nó, cái dòng cơm này thì nó săn cơm các bác nhá. Nó săn cơm đấy, thì các bác sử dụng những cái dòng này nó rất là hợp lý. Còn các bác nào mà muốn ăn cơm cháy, cái dòng này cũng rất đều là ok. Đấy, lòng xoong rất là sáng sủa sạch sẽ này. Chỉ có một vết chấm cám nhỏ nhỏ ở chỗ này thôi. Đấy, thì nó cũng không quan trọng lắm bác nhá. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, qua trông thì nó xấu, so ngoài thì trắng gương, sạch sẽ đẹp đẽ. Em này đang hết pin các bác này. Đây nha, các bác muốn ăn cơm cháy nhá, thì em bảo bác ấn như này. Nhiều bác thì dùng quen rồi thì không sao, nhiều bác chưa dùng thì các bác ấn tắt đi nha. Các bác ấn như menu này. Đấy thì nó ra cái chỗ là gạo trắng này. Đấy, chỉ có gạo trắng có cháy thôi. Đấy, mình bấm nút cháy này.
Đấy, nó sẽ hiện lên cái chữ chữ số chữ ở ngoài này, chữ trong này nó giống nhau bác nhé. Đấy, xong bác ấn lấu thôi. Các bác lưu ý là ấn cho em cái sang cái dòng gạo cho gạo trắng này. Đấy. Nó rất dễ sử dụng các bác nhé. Đấy, thì mọi chức năng là bao cho các bác hoạt động bình thường này. Đấy, đẹp xấu như nào thì em đã bảo rất rõ các bác rồi. Các bác cảm thấy ưng ý thì các bác ủng hộ em. Tiếp theo là mã số 5. Đấy, lên cho các em này với giá là 550k bác nhé. Đấy, giá rẻ bất ngờ cho các bác này. Cảnh vách thì tương đối rất đẹp, bị mỗi chỗ này thôi. Đấy, hơi xước tí. Đấy, các bác trải nghiệm dùng những dòng này thì tuyệt vời luôn bác nhé. 550k, mã số 5. Một em Zuzi cao tần nữa bác nhé. NP gạch ngang VL 10. Đấy là mã sản phẩm. Đấy, thành vách được tương đối rất là đẹp này. Đời 2014 bác nhé. 2014. Đấy, sạch sẽ bác nhé. Công suất là 1105W. Điện 100V. Dòng tuyệt vời luôn, xanh xanh ngắt luôn. Đấy, dòng Zuzi cao tần là dòng phổ thông bên Nhật các bác nhé. Nói chung là dùng được sản xuất rất nhiều, đại đại trà. Đây lỏng xoong đây các bác này, bao cho bác không xâm cám nhé. Đấy, led căng luôn. Lỏng xoong rất đẹp này. Đấy, đi xoong thì có hơi chảy một tí. Không 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 vấn đề gì, do để lên để xuống. Gọi là xuống xuống là lên gạch. Gạo trắng nấu cơm thường là 53 phút này. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok. Tiếp theo là mã số 6 các bác. Đấy, lên cho các em này với giá là 650k thôi. Xả cho các bác này. 650k. Mã số 6 các bác nhé. Hình thức chung là rất là đẹp luôn. Một em Sanzo mặt quỷ các bác nhé. Sanzo mặt quỷ. Em này đang hết pin này. Thành vách đẹp này. Đời 2007. Đấy, những cái dòng này thực sự các bác nấu cơm thì có nhiều bác rất thích những cái dòng này nhé. Đấy, nó cổ cổ tí. Đấy, thành vách đẹp này, không vấn đề gì. Em này đang hết pin này. Đấy, đây, những cái dòng này thì nó hay xì các bác nhé. Đấy, tất cả bên em vẫn cứ bao xì cho các bác. Đấy, ruộng này. Đấy, ruộng này. Cao tần áp suất bi. Đấy, ruộng dũng nó hơi ngã vào một chút. Nhưng mà được cái nó vẫn còn sạch sẽ này. Không rách rời, trông con này cũng rất là bền luôn bác nhé. Đấy. Đấy bác nhé. Mặt quỷ nhiều bác hay sợ là trong cái phần hốc hơi nó hay bị ấy vào này. Đấy, nó hay bị mục, như em này nó không mục bác nhé. Đấy, con nhìn nó còn sáng choáng. Đấy, lòng xoong ok luôn, rất là đẹp luôn này. Không có chấm cám. Xoong 4 lớp. Xong ngoài trắng gương bác nhé. Các bác lưu ý như thế. Đời 2007 các bác nhé. Đấy, mặt mũi và thứ rất sạch sẽ luôn. Mất cái em này, mất cái ruộng nó hơi ngã màu thôi. Nhưng nói chung ngã màu thôi, nhưng trông nó xấu thôi. Còn làm vá các bác nó không rách rời. Đấy, còn trông hết cũng rất là bền. Xì xoạt là bao cho các bác hết nhé. Đấy, nấu cơm ngon nó còn 40 phút này. Đấy, một em quý rất là sạch sẽ. Tiếp theo là mã số 7 bác nhé. Đấy, lên cho các em này mới ra là 800k thôi. Ok bác nhé, 800k. Thành vách đẹp. Một em Zuzi Zuzi các bác nhé. Zuzi Zuzi cao tần áp suất. Em này cũng đang hết pin các bác này. Cao tần áp suất bi. Đời 2013. Đấy, thành vách tương đối khá là đẹp các bác nhé. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ này. Công suất của nó là 1230W các bác nhé. Đấy, thành vách đẹp luôn này. Mặt mũi sáng choang các bác nhé. Là lô là đúng rồi, còn rất là ngon. Đây, ruộng đây. Rất là xanh luôn này. Đấy, em này đây, cái ruộng chỗ này nó hơi bị mẻ một tí nhá. Mẻ cái này không quan trọng gì bác nhá. Đấy, có cái là trông nó không lành lặn thôi. Còn nó không ảnh hưởng gì đến cái ruộng của nó. Đấy. Cao tần áp suất bi này. Đây, cái ruộng của nó, cái chỗ này nó hơi mẻ một tí này. Đấy, không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đây, trong cái lòng các bác nhìn này, đẹp luôn này. Thấy sẽ đẹp đẽ. Đây, lòng xoong ba các bác là ok nhá. Không có chấm cám, chấm kẹt gì đâu.
Đó nhá, lỏng xoong rất đẹp luôn. Đấy. Lỏng xoong ok luôn các bác nhá. Thoại cứ dí, em cứ dí gần vào đây nó lại mờ đấy nhá các bác nhá. Đấy, đi xoong này, sạch sẽ luôn. Đấy. Đi xoong sạch sẽ đẹp đẽ. Mọi chức năng ba cho bác là ok nhá. Đấy, cái nhược điểm của em này nó bị cái gioăng của nó hơi mẻ một cái góc nhựa thôi. Còn nói chung là cái đấy nó không ảnh hưởng gì đến chức năng lấu hay là hoạt động xì xoạt của gì của lồi các bác nhé. Tiếp theo là mã số 8 này. Đấy, lên cho các em này với giá là 850k thôi. Đấy, 850k cho mấy em Zuzi Zuzi nhá. Áp suất này, thải vách đẹp đét căng luôn. Đấy, bán cho bác giá cực kỳ là ưu đãi và mềm. Mã số 8 bác nhé, 850k. Hết bình, thay bình cho các bác. Tiếp theo là một em Sanzo mặt quý nữa này. Em này cũng đang hết pin. Đấy, điểm cấn hơi nhẹ cho này một tí này. Cấn nhẹ một tí thôi. Cái dòng này nói chung là nấu cơm thì cũng nhiều bác biết rồi đấy. Nhưng cái nhược điểm của nó là cắm nhầm điện là tỷ lệ là chết rất là cao. Đời 2004, 1200W là công suất tiêu thụ điện, điện 100V. Thải vách gọi là không được đẹp lắm, nhưng gọi là trung bình. Em này được cái là được cái xoong dày, dày bịch luôn. Xoong 8 lớp này. Đấy. Xoong 8 lớp. Đấy, lòng xoong ok luôn đó nhá. Đấy, lòng xoong sạch sẽ này. Xoong dày dặn. Đấy, gioăng cao tần, áp suất bi bác nhá. Đấy, gioăng này, em này còn tương đối là xanh. Đấy, tương đối là xanh. Đây, cái hốc hơi rồi nhá. Đây, cái hốc hơi ok luôn. Bao cho bác là không bị mọt. Sạch sẽ đẹp đẽ, rất là mới. Vì cái dòng quế này nó hay dồn cái hơi dưới góc đấy, làm nó hay bị mục. Em này thì có giọng nói. Màn hình thường các bác nhé, không có led. Đấy, lâu ngon. Đấy, mọi chỗ làm được, cái bao cho bác là ok. Đời 2004 các bác nhé. Đấy, tiếp theo là mã số 9 các bác nhé. Đấy, lên cho bác em này cũng với giá là 800k thôi. Đấy, 800k các bác nhé. Giá cực kỳ hấp dẫn. Đấy, một em Panavat các bác nhé. Một em Panavat SRHC 102, dung tích là 1 lít. Đấy, thành vách cũng tương đối là đẹp, không vấn đề gì. Cái tem này tem bên Nhật các bác nhé, vẫn nguyên như thế thôi. Đời 2013, 1100W là công suất tiêu thụ điện này. Thành vách đẹp này. Đấy, em này được cái gioăng rất đẹp các bác nhé. Gioăng tuyệt vời luôn. Đấy, xanh ngắt luôn các bác nhé. Gioăng xanh ngắt luôn. Mới cứng cựa các bác nhé, cái gioăng của nó. Đấy, ở nhìn trong mặt, cái lòng trong này, cái gioăng của nó cũng rất là mượt luôn. Đấy, các bác làm mà thích ăn cơm mềm, các bác sử dụng cái dòng này tuyệt vời luôn. Đấy, Palavat rất đẹp luôn. Đấy, lòng xoăng này cũng bao cho bác là đẹp này. Đấy, đẹp căng luôn. Đấy, đi xoăng này bác nhé, ok luôn. Đấy, không có chảy xây, không có chảy sức gì cả. Bốn phút bác nhé. Đấy, mọi chỗ lăng bao cho bác là ok. Tiếp theo là mã số 10 bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 650k thôi. Giá cực kỳ cho các bác. Mã số 10. Một em Zuzi Zuzi các bác nhé. Một em Zuzi Zuzi
dung tích là 1 lít này, thành vách đẹp luôn này. 1105W là công suất tiêu thụ điện này. Thành vách đẹp các bác nhé. Đời 2013. Đây lòng xoong thì không có chấm cám nhưng nó chỉ có một hai cái điểm xước rất nhỏ thôi. Điểm xước nó chỉ kiểu xước muôi. Đấy, như kiểu xước chân chim các bác này. Đấy, đi xoong thì tương đối rất là sạch sẽ luôn. Đây ruộng thì xanh nhá. Ruộng thì cực kỳ là xanh luôn. Đấy các bác nào mà dân dã nhất là cái dùng Zoji thì nói chung là từ trước giờ nó có thương hiệu. Nó được biệt danh là vua đầu bếp của bên Nhật. Đấy, nấu cơm nó cũng không mềm lắm mà cũng không khô lắm, nó cứ trung bình. Đấy, chức năng hoạt động bình thường. Vâng, tiếp theo nó là mã số 11 bác nhé. Lên cho em này với giá là 600k thôi. 600k các bác nhé. Giá cực kỳ là ưu đãi. Một em Zuji tiếp theo đó. Zuji LP VN-N10 này. Thành vách đẹp luôn. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Đời 2016 này. 2016 đây. Thành vách còn rất là nét các bác này. Đấy. Không có chảy xước gì cả. Lòng xoong ok luôn. Lòng xoong ok các bác nhé. Một hai cái điểm nó dập muôi thôi. Các nhìn này, một hai điểm dập muôi thôi. Rất nhỏ bé thôi. Đấy, lòng con tương đối rất là lét luôn. Đấy, đi xoong ok luôn. Sạch sẽ. Đấy, ruộng tuyệt vời. Ruộng ok, xanh ngắt luôn. Bao cho bác là ruộng đen. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Tiếp theo là mã số 12 bác nhé. Đấy, 700k bác nhé. 700k thôi, mã số 12. Một em Hitachi bác nhé. Hitachi Katan áp suất. Thành vách đẹp. Đời 2010 này. Hitachi Katan áp suất 1400 là công suất tiêu thụ điện. Thành vách đẹp, em này đang hết pin các bác nhé. Đấy, ruộng em này cũng tương đối rất là đẹp bác này. Đấy, được cái là nó ngả máu thôi nhưng mà bác nhìn nhé. Những cái chỗ này nó còn rất là mới này. Đấy, không có cọ nhiều. Không có cọ cái vụ cái xoong vào nhiều này. Đấy. Ruộng cũng rất là mới luôn. Nó không đẹp nhưng mà nói chung là nhìn nó vẫn có độ đẹp của nó bác nhé. Đấy, nó ngả màu thì nó ngả màu đều. Đấy, trông nó không sáng choáng này nhưng mà nhìn cái độ cái màu của nó vẫn rất là mới này. Các bác nhìn nhé. Đấy. Cao tần, áp suất bi. Nét căng luôn. Đấy, xoong ở ngoài vệ sinh chưa kỹ. Lòng xoong được cái nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, về các bác chịu khó lau em cái nhé. Cái bên ngoài này vẫn là quên lau. Đây cái lòng xoong ok luôn. Trên mặt thì nó hơi lem nhem một tí, gọi là sức người ta kiểu người ta gõ muôi vào thôi này. Lòng xoong cũng tương đối rất là đẹp này. Đấy. Trên ngoài mặt trên này nó hơi gõ muôi nhiều. Đấy, đi xoong sạch sẽ luôn. Về các bác lấy cái rẻ mềm của bác lau cho em lại cho em nhé. Đấy. Nấu cơm nhanh nhất là 26 phút bác nhé. 26 phút là nấu cơm nhanh nhất. 28 phút này. Đấy, mọi chỗ nó động bình thường các bác nhé. Em này là qua cả Eco Lavi này, tiết kiệm điện này. Đấy. Em này nấu cơm trung bình nó tầm 40 phút bác này. Tiếp theo là mã số 13 bác nhé. Lên cho bọn em là với giá là 650k thôi. 650k các bác nhé. Bọn em Hitachi. Chung quy thành vách cũng tương đối rất là đẹp luôn.
Đấy, giá chỉ có 650k thôi. Một em Pana bác nhé. Em Pana này. Panavat, thân thì bọc nhựa bác nhé. Thân bọc nhựa. Đời 2012. Công suất là 1100W. Đấy, thân bọc nhựa. Đây cái lòng xoong thì lắc đắc có 1-2 điểm châm cám nhỏ các bác này. Đấy, 1-2 điểm châm cám nhỏ. Đít xoong ngoài, xoong trắng gương các bác nhé. Đấy, xoong em này thì là cái xoong liền. Xoong liền các bác nhé. Vệ sinh chưa kỹ này. Vợ em vệ sinh bẩn lắm. Đây các bác nhé, cái xoong liền này. Về các bác vị trí có vệ sinh lại em này. Đấy, các bác lau chùi qua em lần nữa. Mọi chức năng của bao cho bác vẫn hoạt động ok, không vấn đề gì. Tiếp theo là mã số 14 bác nhé. Lên cho bác em được với giá là 500k thôi. Mã số 14 bác nhé, 500k. Rất là rẻ cho các bác sử dụng. Tiếp theo là một em Zuzi Dushi các bác. Zuzi Dushi đời 2019 bác nhé. Đấy, Zuzi Dushi 2019 LP gạch ngang V10A2. Đó là mã sản phẩm. Thành vách đẹp các bác nhé. Thành vách rất là nét luôn. Đời 2019 này bác này. Đết cao. Thành vách đẹp. Đấy, ruộng đây bác nhé. Ruộng rất là nét luôn. Xanh nét luôn. Zuzi Dushi cao tần. Đi xoong ok bác nhé, sạch sẽ này, chưa có vết để lên để xuống này. Đấy, lòng xoong nó bao cho các bác là không có châm cám. Không có châm cám các bác nhé. Lét luôn. Đấy, bác nào muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm thì các bác thì kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi ảnh trực tiếp để cho các bác xem nhé. Nấu cơm thông thường là 64 phút này. Đấy, các bàn phím có thứ hoạt động nhẹ nhàng, tình cảm. Tiếp theo là mã số 15 bác nhé. Đấy, lên cho bác em với giá là 950k thôi. Đấy, đời 2019 bác nhé. 950. Rất là nét luôn. Bao cho các bác em này đấy. Một em Zuzi Dushi. Trên mặt của nó thì hơi cái vết điểm cấn này. Đấy, cứ có thảo thì bán cho bác thế thôi. Thì chẳng tháo nào làm gì. Đời 2017. Điểm cấn hơi nhẹ. Bạn nào chốt thì tôi dán cho bác cái tem vào đây. Đấy, thành vách thì hơi 1-2 điểm sức nhẹ. Bác nào lấy để bác cái giá về bác vẫn nấu cơ bình thường, có cái là ngoài trông hơi xấu tí thôi. Đây doang tương đối rất là xanh bác nhé. Đấy, không vấn đề gì cả. Bên ngoài thì nó do vận chuyển không tránh khỏi được. Đây, lòng xoong rất là đẹp luôn này. Không có bị trầm cảm đâu. Mượt luôn các bác nhé. Đấy, cứ đi xoong này để lên để xuống hơi bẩn này. Đấy. Mọi sự lăng hoạt động bình thường. Có cái bên ngoài trông nó hơi lem nhem một tí các bác nhé. Tiếp theo là mã số 16 bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 450k thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác nhé. Tiền nào của đấy. Doang chức năng hoạt động bình thường. Mỗi tội là bên ngoài nó trông nó hơi lem nhem. Tiếp theo là một em Hitachi nữa các bạn. Hitachi đời 2013. 1400 là công suất tiêu thụ điện. Đấy, em này hơi cấn tí bác nhé. Đấy, quên không để ý này. Hơi cấn nhẹ một tí thôi. Đấy, bác nào lấy thì em lắn ra cho các bác nhé. Hơi cấn nhẹ đảm bảo các bác là không vấn đề gì. Ruộng tương đối rất đẹp bác nhé. Ruộng tương đối đẹp. Cao tần, áp suất bi. Ruộng này cũng khá là nét luôn. Đi xoong này, sạch sẽ này. Đấy, lòng xoong ok luôn.
Lòng xong ok các bác nhé, 1-2 điểm nó sự nó chấm cám rất là nhỏ thôi, nhỏ tí tí thôi. Đấy, lô cơm gạo trắng bình thường là 40 phút này. Đấy, mọi chất lòng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 17 bác nhé. Nên các bạn ăn với giá là 600k thôi. Đấy, giá rất rẻ luôn các bác nhé. Giá hết chỗ các bác. Một em Tiger, em Tiger nữa. Cơm cháy luôn. Em này đang hết pin này. Đời 2012. Thành vách tương đối là đẹp, không vấn đề gì cả. 2012 các bác nhé. Đấy, cơm cháy đây. Các bác nào mà thích ăn cơm cháy sử dụng những dòng này rất là tuyệt vời. Ruồng ruồng rất là xanh luôn này, ruồng xanh các bác nhé, đảm bảo các bác là không rách rồi. Đây lòng xong em này thì hơi lác đác 1-2 điểm chấm cám rất là nhỏ này, đây bạn này, đây thì đảm bảo các bác là nó không dính xoong, cái trông hơi xấu thôi. Đây các bác nhé, lòng xoong này, đây các bác lưu ý những các bác em làm thật kỹ đây này, 1-2 điểm rồi, đây các bác là cảm thấy lấy được cái ô đít xoong thì ta đẹp. Với cái lòng xoong thì lác đác 1-2 điểm ngôi sao. Mọi chức là hoạt động bình thường các bác nhé. Lòng Tiger này nó cơm cháy của nó thì nó săn cơm. Tiếp theo là mã số 18 các bác nhé. Lên cho các em này với giá là 500k thôi. Ok các bác nhé, 500k. Giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác có thể trải nghiệm được. Một em Panasonic các bác nhé, đến 2017. Đấy, em này đang bị chơi chày nhẹm tí la lô này. Đấy, bác nào mà cảm thấy về một dán tem vào. Đấy, dán tem vào nhẹ nhẹ vào đây. Hai là các bác có thể là lấy cái bôi giác sắt nhé. Bác đánh đi cho em. Thì nó cho nó trắng tinh luôn bác nhé. Cho nó trắng tinh như này luôn. Đấy. Trắng tinh như này luôn thì nó không, các bác đánh một chiều nó không sức bao nhiêu, nó cái này nó rất là trơn, nó không sức được đâu. Đấy, thì để nguyên như này, bán nguyên các bác giá như này. Đấy, thì các bác về các bác dán tem hoặc các bác có thể ấy vào. Đời 2017 này, 1100W là công suất tiêu thụ điện này. Đấy, đấy nhá, cái bên ngoài nó như thế, rồi bên trong thực sự các bác nó rất là đẹp luôn. Đây lòng xoong này tuyệt vời luôn. Đấy, đây có một cái điểm nó không phải là trông cám bác nhá, nó như kiểu cái vết dập muôi thôi này. Đấy, rất là tổng thể, rất là ok. Đấy, đi xoong rất là sạch sẽ luôn. Đấy, cái lòng xoong bác nhìn xa xa mới thấy cái vết nó hơi dập xuống này. Đấy, chứ nó không phải nó bị chảy ra bác nhá. Xoong tuyệt vời luôn, xanh ngắt. Đấy, mới bác nhé. Đấy, em là nhược điểm của nó là mỗi cái bị sức này thôi. Đấy, sức đang hoạt động bình thường. Đây chỗ này còn hơi điểm sức tí này. Đấy, thì các bác nào mà lấy cái này thì em để cho bác giá trung bình thôi. Tiếp theo là mã số 19 bác nhé. Đấy, lên cho bác em với giá là 800k thôi. Ok các bác nhé. Đấy, ruột ruồng thì là rất là đẹp. Mỗi xước mỗi chỗ này. Mã số 19, 800k. Vâng, thì mã cuối cùng của em trong cái video buổi trưa hôm nay nhé. Đấy, lên cho các bác là một em Panasonic VAT này. Đấy, Panasonic. Em này rất là đẹp luôn. Đời 2015 các bác nhé, 2015, 1100W là công suất tiêu thụ điện này, thành vách thì tương đối là sạch sẽ sáng sủa. Đấy, lòng xoong đây các bác nhé, lòng xoong thì ok luôn, đấy, đít xoong rất là đẹp luôn. Đây xoong đây các bác nhé, đấy, nó không xanh lắm nhưng mà nó chung quy là cũng được, bền, không rách rồi.
bác nào mà thích ăn những dòng cơm mềm hay là các bác đau dạ dày đấy thì sử dụng những cái dòng pana này, nói chung là cơm nó rất là mềm mại cho các bác có thể thưởng thức nhé. Mọi chức năng là bao cho các bác nó hoạt động ok, không vấn đề gì cả. Rồi, tiếp theo là mã số 20 bác nhé. Để đầu giờ chiều này lên cho các bác là 20 mã thôi. Mã số 20 lên cho các em là với giá là 550k thôi bác nhé. Đấy, với giá là chỉ có 550k. Đấy thì các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn lại các bác.